Sáng ngày 22 tháng 9, chương trình Ước mơ của Thúy do Báo Tuổi Trẻ tổ chức đã trao 120 phần quà tại Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học và 180 phần quà tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, huyện Bình Chánh. Cùng tham gia có diễn viên Hồng Ánh và người đẹp Khả Chi, top 20 cuộc thi Hoa hậu nhân ái Việt Nam 2023. Chia sẻ tại buổi trao quà, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng thành phố gửi lời cảm ơn đến Báo Tuổi Trẻ và các mạnh thường quân đã đến bệnh viện hỗ trợ quà và kinh phí cho các em nhỏ. Ông Nam nhấn mạnh, các trẻ bị ung thư có chất lượng cuộc sống không bằng với các em bé khác bởi thời gian nằm viện kéo dài, chi phí điều trị cao và trên hết là chịu rất nhiều nỗi đau. Các phần quà sẽ giúp bệnh nhi ung thư có mùa trung thu đầm ấm, qua đó cũng lan tỏa tinh thần sẻ chia đến nhiều người trong cộng đồng. Diễn viên Hồng Ánh mong muốn chương trình Ước mơ của Thúy sẽ được cộng đồng chung tay duy trì để luôn giữ nhịp cầu nối về tinh thần đối với những mảnh đời kém may mắn. Trong khi Khả Chi cảm thấy biết ơn khi được hiện diện và trao những điều ý nghĩa đến các em nhỏ.